Kênh Nhà Đức Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị, em là Điền đây. Thì hôm nay em sẽ làm một clip cho anh chị xem thực tế và tổng quan về cái hồ tràm, biển hồ tràm của mình như thế nào nhé. Mời anh chị cùng đón xem nào. I'm